Xin chào tất cả bác trở lại với kênh Cao Di Hoàng Mai. Một ông anh ở đội Cấn cũng đã chờ đợi lô Equine về. Thì hôm nay Equine của em Cao đã trở về, và em phải nói với các bác một điều, nhấn mạnh một điều rằng chưa bao giờ em Cao có một lô Equine Leisure Classic League DL370 mà mới thiếu thùng xốp. Các bác hãy nhìn từng vết con ốc này, còn chưa có vệt bắt ốc thì các bác biết rằng nó mới như thế nào. Made in England các bác nhá. Và em hứa với các bác rằng chỉ thiếu duy nhất cái thùng giấy. Về đến nơi năm em thì hai em đi rồi, chỉ còn lại ba em. Thì hôm nay chính thức ra em mới lên clip được. Chắc là cũng không quá lâu để giải quyết lô EQ này với các bác. Cực kỳ kỹ tính, thì đây là một cái dòng, đây là một cái lô mà của em Cao. Em nói thật là chưa bao giờ trong cuộc đời em, năm nay hơn 40 lồi bánh chưng rồi, nhưng chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào mới như thế này nha các bác nhá. Bác nào cần thì lên đây em Cao ngay, bao tất cả sơn zin toàn bộ, không bông hóa dưới mọi hình thức. Đấy, xuất sắc luôn các bác nhìn, không một vết cấn chảy móp. Cái nút này nó còn tím ngắt luôn, tím kiểu tím mới, tím thủy chung, không phải là tím kiểu đó. Xuất sắc luôn các bác nhá. Bác nào quan tâm thì alo em Cao, và các bác hãy cùng em Cao sẽ test có và không nghe quay các bác nhá. Anh về nhá. Ưng ý không? Quá ưng ý. Vâng, đấy. Đẹp nhất từ trước đến nay này. Năm nay mấy lồi bánh chưng nhưng mà chưa bao giờ gặp mọi người quay. Cẩn thận chơi anh. Vâng, anh về. Anh đi nhá.